Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Entai Channel. Và mọi người ơi, đây là thành viên rồng mắc nhất Dragon City luôn các bạn ạ. Hiện tại bé này đang được bán với giá là 771.000 Việt Nam đồng nha. Wow, một chú rồng thôi là cả một gia tài đối với mình rồi đó. Rồi, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào xem thử coi. Hiện tại thì vẫn còn đang hai cái sự kiện nha các bạn. Đây, và Entai vừa nhận được một cái thành viên VIP các bạn ơi. Đây, một cái nhân vật vừa về team của mình đã làm cho cái team của mình đã đạt được gọi là rương level 6 luôn các bạn à. Quá tuyệt vời, bạn này có cái tên là Nguyễn Tuấn Hà. À chắc là Nguyễn Tuấn Hà đúng không? Đây, bạn này gọi là rất là tuyệt vời luôn các bạn à. Một thành viên gọi là quá đẳng cấp, thậm chí là vượt mặt luôn cả Entai Channel. Quá ghê gớm. Rồi, và anh em chúng ta đã nhận được rương level 6 rồi. Đây là một cái điều rất là vui và thú vị dành cho tất cả những thành viên đang nằm trong team của mình ha. Và ở đây thì hôm nay mình xin được phép review nhẹ cho các bạn xem về một cái nhân vật được khá là nhiều bạn yêu thích luôn. Nhân vật đó chính là... Ủa, đâu mất tiêu rồi? Nó trốn đâu rồi? Đây các bạn ơi. Thế thôi là yêu cầu của một các bạn khá là cute Pomeway ở trên cái kênh YouTube của mình luôn. Bạn ấy là anh ơi, anh hãy làm về một cái nhân vật đó chính là... Đây, ông vua của Titan, nhưng mà hãy để chú ấy ở chế độ 1000 tuổi anh ơi. Wow, một nhân vật của mình cũng khá là khoái luôn các bạn ơi. Cháu này thì như các bạn đang trông thấy, anh bạn này thì khá là đẳng cấp rồi. Chúng ta có thể vuốt ve nhẹ xem hiệu ứng của bé này nha. À, kèm theo đó là bé này sẽ có tập khoảng 3 cái skin. Vẫn không có gì khác biệt cả. À, chỉ có một cái điều khác biệt nhẹ là cái chú này hiện tại đang sở hữu sức mạnh rất là ghê gớm. Ok, let's go. À đúng rồi, mình để cái skin bự bự đi nhìn cho nó hấp dẫn ha. Cái skin này nhìn nhỏ quá. À, ở đây thì chúng ta có thể chiến đấu trong cái khu vực list. Và mọi người chú ý cho mình nha. À, sự kiện hiện tại anh em mình đang có là sự kiện run di chuyển. Chỗ này thì chúng ta sẽ cần phải thả 5 cái quả trứng nè các bạn. 5 quả trứng trong cái môi trường ấp trứng ra ha. Còn cái chỗ này là chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn. Thu hoạch thức ăn thì khá là đơn giản rồi. Đây. Wow, và hiện tại đang có một cái sự kiện summon. À, một cái sự kiện summon cũng rất là thú vị luôn mọi người ơi. Sự kiện summon đó thì anh em có thể vào cái chỗ này để summon nha. Wow. Đây, các bạn chỉ cần có orbit của rồng thôi. Có orbit là các bạn hoàn toàn có thể summon ra được một cái bé rồng mới nha. Ở đây thì Entai hiện tại đang có đó là 115 orbit luôn các bạn à. Đó, rất là ngon lành ha. Mình là mình đang me hai cái con này nè các bạn. Mình hiện tại mình đang có hai cái orbit nhỏ của mấy cái bé này, nhưng mà chúng ta còn phải có 200 orbit joker mới có thể summon ra được một cái thành viên này lận. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực đó chính là khu vực list đi. Rất là nóng lòng và mình đang rất là muốn cho các bạn xem sức mạnh của cái thành viên này nha. Wow, mời các bạn hướng mắt về sân khấu. Ui, cha lượng máu chú này lên tới tầm đó là 6, 7 con số nha mọi người. Ui trời, 7 con số. Chỗ này thì đầu tiên anh em mình sẽ với sức sát thương đang được X2. Ui cha, lượng đam như vậy thì chịu gì nổi chứ hả. Tiếp theo thì mình sẽ khều nhẹ với một cái tuyệt chiêu nữa là đây. 4 chiêu này đang ngang nhau nha mọi người. Tuyệt chiêu này sẽ là tuyệt chiêu mặt trăng. Quá ghê gớm mọi người ơi. Thành viên này thì thuộc dòng đó chính là Macaron. Đang sở hữu cho mình 4 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Lần này thì mình sẽ cho cái con Macaron của mình ra. Đó, Titan Macaron nha. Solo tay đôi xem. Đây đây đây. Win nổi không bé ơi? Wow, ghê vậy. Không thể tin luôn là cái bé này bế luôn cái thành viên thuộc dòng Macaron của mình. Quá ghê gớm luôn. Rồi, ở đây thì vừa có một cái màn trình diễn thú vị ha. Bây giờ anh em mình sẽ đến với cái hiệp thứ hai. Đấy rồi. Wow, chỗ này thì chúng ta sẽ thử. À, lần này thì mình sẽ slow motion cho anh em xem hiệu ứng điện đến từ nhân vật vua Titan. Đây. Sau khi mà phá xong cái bộ giáp thì anh em mình sẽ nhận là cái lượng sát thương siêu khủng đến từ team bạn. Ôi, ngàn tài ngàn sức hen. Chỗ này thì sẽ là tuyệt chiêu Squall hay còn gọi là chiến tranh. Wow, với... Ui chà, một cái con số khá là ấn tượng luôn các bạn ơi. Đây, lần này thì mình sẽ để tốc độ slow motion cho anh em xem kỹ cái tuyệt chiêu đinh ốc hay còn gọi là chiêu thép các bạn à.
Wow. Quá đỉnh luôn. Ui cha cha, lụm nhẹ các bạn ơi. Phải nói rằng bé này ra tay rồi thì không có con nào chịu nổi luôn hen. Thành viên tiếp theo thì sẽ là một anh bạn level tầm khoảng 100 nha. Chỗ này thì khá là ấn tượng đây. Đây rồi, đây rồi. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hắn Tê một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để Hắn Tê ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Đây rồi, nhất là những các bạn nào mà xem trên điện thoại đó, anh em kéo nhẹ xuống dưới video sẽ thấy cái khung này ha. Đây, cái nút đăng ký nó sẽ nằm bên cái góc tay phải của màn hình nha mọi người. Rồi, chỗ này thì bây giờ mình sẽ đến với đó là lượng sát thương X2 lần. Wow. Rồi, slow motion cho anh em xem nữa đi hen. Ui, bé này có một cái vòng thiên thần trên đầu luôn. Wow. 5060. À, 5060k các bạn. Không phải dạng vừa đâu. Rồi, sau cái màn trình diễn rất là bá đạo và thú vị, bây giờ anh em mình sẽ ra ngó sơ nhẹ cái sự kiện này là Magia Island. Và hai sự kiện này thì các bạn có thể đến với cái trang web của mình là trang hantechannel.com để các bạn có thể cập nhật cách chơi sự kiện nha mọi người. Đây, sự kiện này còn tầm khoảng một ngày mấy, sự kiện này còn tầm khoảng 2 ngày nha. Chỗ này thì anh em có thể vào xem nha. Đây, Hante có chia sẻ chúng ta là để sẵn cho mọi người nè, cách để làm nhiệm vụ nha. Giống như là đây, những cái khung giờ ở nhiệm vụ nó sẽ thay đổi nha các bạn. Đó, còn cái Magia Island này thì hắn ta có để sẵn cho mọi người luôn. Đó chính là các bạn sẽ biết được cái số điểm coi nha. Đây, 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 đây. Cái số điểm coi mà các bạn sẽ tốn để đưa những cái bé rồng này về. Chẳng hạn như là cái con, đây, cái bé Colorful này chúng ta sẽ tốn tầm khoảng 8.500 nha. Đây, 8.565 điểm và những cái món đồ mà anh em chúng ta sẽ nhận được của những cái bé rồng ha. Bây giờ thì mình sẽ vào cái sự kiện này, mình nói sơ nhạc cái mình đang có tầm khoảng 6.300. Wow, bé này thì thuộc dòng Legend nè. Rất là hấp dẫn luôn. Mình nói thì mình sẽ ưu tiên mình đưa mấy cái con cùi bắp về ha mọi người. Còn 2 ngày mấy. Còn 2 ngày mấy và cái con Legend này để mình coi coi mình tốn bao nhiêu điểm để đưa nó về nha. Cái con Legend này thì chúng ta sẽ tốn tầm khoảng 28.900 điểm coi. Wow, quá ghê gớm luôn các bạn ơi. 20 mấy ngàn điểm ấy, không đùa được. Thôi mình đưa mấy cái con cùi bắp về đi anh em ơi. À con này thì sao, con này còn một ngày mấy nữa hết. Và cái bé này là rồng mới luôn các bạn. Cái bé này để mình coi coi là cái con này chúng ta tốn bao nhiêu ta. 9.800. À mình ở đây được 6.300 rồi. Ui anh em mình ráng cày điểm đi. Đó anh em mình ráng cày điểm là chúng ta có tương lai là sẽ lấy được cái con rồng mới về luôn á mọi người. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với một cái khu vực đó là sự kiện run nha mọi người. Hiện tại mình đang có tới tầm khoảng đó là 38. À 38 điểm nha. Đủ sức để quậy rồi. Wow, di chuyển thôi anh em ơi. Và kỷ lục của Hắn Tê hiện tại đang là 23.261. Còn của mọi người thì được bao nhiêu rồi? Đừng quên comment chia sẻ với mình cho vui nha. Những cái bình luận bên dưới video của các bạn, trên những cái video của Hắn Tê thì Hắn Tê đều thả tim, thả like đủ các kiểu hết nha. Đó, anh em có việc để lại bình luận cho vui nha mọi người. Và chia sẻ với nhau những cái điều thú vị trong game. Đó, chứ chơi game mà không có ai để chia sẻ hết thì thiệt tình buồn lắm các bạn ơi. Và Hắn Tê có một cái nhóm, nhóm Facebook và cái nhóm Zalo nữa các bạn, dành cho mọi người ha. Bạn nào mà yêu mến mình thì có thể vào nhóm của mình, chúng ta có thể chia sẻ những cái điều thú vị nha. Ui, chết chưa, mình bấm nhảy lên nhưng mà nó lao thẳng luôn rồi, phanh không kịp. Lần này là một lần nữa bị rớt các bạn ơi. Được có 72 điểm và lần này lấy nổi không? Lấy nổi không? Không nổi luôn. Sorry mọi người nha, hãy ta thêm một lần nữa đi ha. À, lần này thì mình sẽ cố gắng. Đây, mình muốn lấy cái rương đó về đó các bạn. Cái rương đó nó sẽ hỗ trợ cho anh em chúng ta kiếm thêm những cái viên đá. Đó, cái này là phải tập trung lại nha mọi người, không có ẩu tả được đâu hen. Đây. Nào mình cùng bay lên nào. À, trong game thì khá là thú vị khi mà chia ra được những cái khoảng thời gian nha mọi người, giống như là sáng, trưa, chiều đó. Bây giờ anh em mình đang nằm vào buổi trưa ha. Đó.
Và các bạn thích Hunter review về cái game nào nữa thì các bạn nhớ để lại bình luận luôn nha, để Hunter sẽ chơi thêm nhiều cái tựa game mới cho mọi người xem cho vui hen. Wow, 74 rồi, cố lên. Đó, lên tới 9 mấy, lên tới 100 rồi đó các bạn. Bây giờ là mình phải cố gắng tập trung hơn ha, lúc nãy là mình ẩu quá. Wow. Một trăm lẻ hai rồi. Wow, 106 luôn các bạn à. Ui, rồi ngay vào cục đá luôn và anh em mình vẫn chưa phá được cái kỷ lục. Oh my god. Và ở đây thì mình đã chạm mức này rồi các bạn. À, anh em mình có thể xem quảng cáo để có thể nhận thêm được một chiếc rương nữa nha. Và đây sẽ là cái phần thưởng cho anh em mình ha, được x2 các bạn ơi. Wow, 44 quá à, 2. Và mình sẽ có thêm một chiếc rương nữa nè. Ui chà, rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ ra mở cái phần thưởng nha. Đây, ngon lành luôn các bạn à. Chỗ này thì phần thưởng anh em mình sẽ nhận được đó chính là, ui, được 15 orbit của ống nghiệm các bạn, 15 cái ống nghiệm. Ống nghiệm này anh em chúng ta sẽ có thể đổi ra được đó là orbit ha. Wow, 5 viên game và 200. Rồi tiếp tục luôn. Wow, được 3 viên thôi các bạn, bèo như một con mèo luôn. Ui, lần này được 60. Nếu như mà hên hên đó là mình được orbit của Legend luôn á các bạn. Nhưng mà nếu như mà không thì nó cho mình toàn orbit của Bob thôi. Đó, đang ghét dễ sợ em. Và ở đây anh em mình gần nhận được rồi ha mọi người. Wow, 24 phút nữa chúng ta sẽ có thêm được khoảng tầm khoảng 8 triệu thức ăn à. Mình thì mình cố gắng lên level 100 để cho anh em chúng ta sẽ nhận được đó là cái lượng thức ăn nhiều hơn ha mọi người. Đó, hiện tại mình mới có level 95 thôi, lượng thức ăn của mình nhận bị giới hạn quá. Ok, và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì các bạn có thể xem thêm một tập nữa ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.